Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung thu hoạch bưởi diễn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Năm nay thì người trồng bưởi các địa phương trong tỉnh hết sức phấn khởi vì bưởi không chỉ được mùa mà còn được giá. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một nhà vườn tiêu biểu ở xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, vùng cây ăn quả lớn nhất của tỉnh. Với 1.500 gốc bưởi, ông Cao Minh Quý ở thôn Kim Hai, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn đã chủ động đưa 3 giống bưởi da xanh, cát quế và diễn vào trồng. Mục đích nhằm đa dạng hóa cây trồng, giải vụ thu hoạch và hạn chế được tình trạng cung vượt cầu. Tránh cái trường hợp sau này dân đua nhau vào, nó bão hòa. Cái thứ hai, tìm cái giống chất lượng ngon thì mình san ra. Có các loại bưởi bán từ tháng 8, tháng 9, có các loại bưởi bán tháng 10, tháng 11, có loại bưởi bán Tết. Thì mình san ra lúc nào mình cũng có thu nhập cao. Nếu không may loại bưởi nọ trượt thì ta có loại bưởi kia. Huyện Lục Ngạn là địa phương có diện tích bưởi lớn nhất của tỉnh, với khoảng 2.200 hectare bưởi. Năm nay sản lượng bưởi đạt khoảng 16.200 tấn, cao hơn so với năm trước khoảng 2 tấn. Đáng quan tâm là giá bán các loại bưởi cũng cao hơn năm trước. Riêng bưởi diễn đạt bình quân khoảng 20.000 đồng một quả. Năm nay người trồng bưởi không chỉ phấn khởi bởi bưởi diễn vừa được mùa lại vừa được giá. Bình quân mỗi một trái bưởi như thế này sẽ cho giá trị tăng hơn so với năm trước từ 2 đến 5.000 đồng trên một trái bưởi. Hiện 1.000 gốc bưởi diễn của gia đình ông Quý có tuổi đời từ 8 đến trên 15 tuổi, có giá bán từ 20.000 đến 25.000 đồng một quả. Không những vậy mà chất lượng bưởi lại ngon và ngọt. Theo ông Quý, để có được vườn bưởi chất lượng thì kỹ thuật chăm sóc hết sức quan trọng. Kinh nghiệm của tôi thường bón phân cho quả ngọt là cứ từ khoảng tháng 7 đến tháng 8 là đi làm, mà tôi quay tôi bón phân, mà tôi bón kali nhiều. Này nó sẽ ngọt, tất nhiên là không nhiều quá, cái kali nhiều quá cũng không phải là tốt, nó sẽ nếu mà anh cho nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng cái khô cái đầu thép. Bình quân mỗi hectare bưởi diễn cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Kết quả này chính là do người dân trồng bưởi các địa phương trong tỉnh đã có sự chủ động trong việc đa dạng hóa các loại cây trồng, đồng thời chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP.